À, thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục kể cho quý vị nghe những ngày tháng mà đơn vị chúng tôi tham gia đánh phỉ ở tiểu khu 12, khu Quang Khẩu. Khoảng 5 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, thì đại đội phó là đồng chí Thân lại xuống lại giao nhiệm vụ cho tôi là đưa 6 đồng chí đi tiểu phỉ. Thì thưa quý vị là hôm nay thì nó lại không bị run giống như mọi lần. Thưa quý vị, như hôm trước đi lấy nước tự nhiên nó run, nhưng hôm nay nó tuy nhiên cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm mà đi đi đánh phỉ á, thì lại tiếp tục tôi lại tiếp tục là áp dụng. Thế thưa quý vị là cái kinh nghiệm mà hôm trước đi đi lấy nước á, chúng tôi lại tiếp tục áp dụng theo cái phương pháp đó, đó là đi thưa và phải đề cao, nâng cao cái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu thật cao vào. Đó là cách chúng tôi đi tiểu phỉ, là đi thưa. Thì thưa quý vị là như chúng tôi được học và đào tạo á, là đi tiểu phỉ thì có nhiều cách đi, có thể đi hàng dọc, tức là đi hàng dọc thì theo cái cách này, tức là ví dụ 6 anh đi, chúng ta đi hàng dọc mỗi người cách nhau 10 mét, thì một anh đi đầu lên khoảng 100 mét thì anh ngồi lại, anh quan sát phía trước, cảm thấy ngon lành rồi, khi anh trước đường trước ngồi xuống thì anh đường sau, các người đi, những người đi sau cũng ngồi xuống chờ anh phía trước. Khi nào anh phía trước anh đi á, thì ở phía dưới này cứ thế đi theo, nhưng anh đi trước là cách đội hình tầm hàng trăm mét. Đấy. Thì có hai cách đi, có thể đi gối nhau, anh kia đi đến đó xong ngồi canh gác, thì anh sau đi lên bắt đầu đi tiếp lên khoảng 100 mét để ngồi xuống, thì anh sau cứ thế đi cuốn chiếu như vậy. Đấy. Cái cách mà như chúng tôi ở khi trước khi mà tôi học hạ sĩ quan mà được tung sang Lào á, thì chúng tôi cũng được học một số các cái cách đánh đánh phỉ, đánh địch ở các cái địa hình rừng núi này, rồi lèn đá này, rồi các cái cách tiểu phí này. Thế thì chúng tôi cũng được đào tạo cơ bản một chút, không sâu lắm nhưng mà đại khái là như vậy. Có thể là hành quân hàng dọc, tiểu phí theo hàng dọc. Hai là đi cái hình chữ chữ V, chữ V với úp xuống, tức là một người đi phía trước và hai người đi đằng sau đây, đi hình chữ V này. Nhưng cái này chỉ áp dụng cho rừng thưa thôi. Như rừng Lào là chỉ có mỗi cách đi tốt nhất, đó là cách đi hàng dọc. Đấy, đi hàng dọc. Thì cái phương pháp đi tiểu phí thì chúng tôi cũng đi theo cái cách đi hàng dọc và người khách người ít nhất 10 mét. Thì thưa quý vị là ở cái video trước tôi có đã nói đến, tức là từ trên chỗ cái chốt của tôi đi xuống chỗ cái bản phỉ 120 nóc nhà đấy, thì có một cái triền, là vì đi đi trên đỉnh núi mà nên nó cũng không dốc, nó hơi thoai thoải, nó dài khoảng 2 cây số, thì đó là một con đường mòn, thì hầu như đơn vị nào đi tiểu phỉ cũng phải đi qua cái con đường đấy, phải đi ra khoảng tầm khoảng 600 700 mét, tôi đi phải đến nửa cái dốc đấy thì bắt đầu mới rẽ sang đi tiểu phí. Thế thì trên cái quãng đường đấy thì có một cái cây cây rất là to to, phải khoảng hàng chục người ôm chứ không ít, không biết là cây rất là, hắn là nhiều cây nó dựa lại với nhau, nhưng cái cây rất là lớn và to lắm, rất là to. Thì dọc cái đường đó là một cái con đường mòn, thì tất cả các đơn vị đi tiểu phí đều đi qua cái con đường đó. Thì hôm đấy thì khoảng 7 giờ sáng, vào lúc 7 giờ sáng thì tôi đưa anh em đi tiểu phí, thì cũng hành quân qua cái cây đấy, thì cây nó to lắm, rất là lớn, nhưng mà kinh nghiệm của tôi đi tiểu phí là các cây to không bao giờ chúng tôi ngồi, không bao giờ ngồi vì rất là sợ những cây to, là bộ đội ta rất là chủ quan, cái chỗ cái cây là hay ngồi quá lắm, ngồi đó là tùm năm tùm ba, có vẻ là an toàn, có vẻ là an toàn, nhưng thực chất ở đó dễ bị mìn nó cài, bị mìn nó cài và rất là nguy hiểm. Mà đặc biệt đi này, đã ngồi xuống đó tưởng là an toàn thì lại tụm năm tụm ba lại, bộ đội ta có cái là anh nào là hút thuốc là chứ tụm năm tụm ba là người hút thuốc với nhau. Đấy, rất mất an toàn và rất nguy hiểm. Thế thì khi vào trong chiến dịch đó, thưa quý vị là như chúng tôi đi lại, anh nào ít nhất đói lắm nghèo lắm cũng phải có đến một lạng thuốc thuốc dê bỏ trong cóc ba lô để vào trong chiến dịch, mà cái mà hút có anh còn có anh mà có điều kiện, anh có khi anh làm cả cân anh bỏ trong ba lô kìa, mức độ như vậy đó, thuốc dê đó. Vào trong bộ đội thì thưa quý vị là ở bên Lào có cái thuốc thuốc Nom một này, cái thuốc viên chăn và cái thuốc thạp luôn, nó thơm lắm, nên đơn vị cấm vào trong chiến dịch, cấm bộ đội đem cái thuốc viên chăn, thuốc Nom một với thuốc thạp luôn
vào trong đấy mà hút độc phỉ nó ngửi thấy ngay, nó biết ngay, vì nó thơm nó bay xa lắm, xa mấy trăm mét nó vẫn ngửi thấy mùi thơm của thuốc đó cơ mà. Nên là đơn vị là cấm anh em là ra ngoài thì đem đem cái thuốc đó vô. Còn bộ đội ta lấy thuốc ở đâu? Khi vào hàng năm thì anh em hoặc là đi vào trong chiến trường á, thường là anh em hay bán bớt cái quần trang, phát hai bộ thì là bán bớt đi bộ, bán cho dân nó đem đổi ra, đổi tiền kiếp Lào, lấy tiền kiếp Lào trong để mua ấy đó, rồi đường sữa xà phòng đủ thứ đi đó. Thế thì anh em mới đem thuốc vào thì rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi hành quân vào cái gốc cây đấy, cũng không giấu quý vị là đi tiểu phí trong rừng không có trinh sát, giữa cái rừng sâu như vậy thì chúng tôi đi bằng cách nào, làm sao mà giữa rừng mà đi bằng cách nào được. Thế thì sáng mai đại đội trưởng đứng ở trên chốt đó, là vị trí này, hôm nay là anh đưa bộ đội đi tiểu phí từ đây đến cái điểm kia, thì lấy tay chỉ hướng thôi, hướng thôi, để cho bộ đội ta đi thôi, anh em tôi đi thôi, còn khi quay về như thế nào đó là cả cái vấn đề. Thế thì khi quay về thì bao giờ là chúng tôi theo vật chuẩn, tức là trên đỉnh đồi á, cái chỗ mà chúng tôi chốt là có một cái cây rất là cao to lắm, thì cái thân hắn là thân hắn lại khi cái vỏ nó lại tróc ra rất là trắng, nên đi xa mấy cây số mà nhìn lên vẫn có thể thấy cái cây đó. Thì đó là cái vật chuẩn để khi chúng tôi đi tiểu phí đi trở về đơn vị, mà nếu mà chúng tôi mất cái vật chuẩn này là lạc trong rừng này. Ủa, nguy hiểm như thế. Tôi có một lần đã bị lạc rồi, tôi khiếp luôn. Thưa quý vị, lần này chúng tôi đi cũng thế, khi bắt đầu chúng tôi bắt đầu đi không biết phí ở đâu mà lùng sục, chứ đi trong rừng đấy chứ. Mà thưa quý vị là đi nhiều thì vớ vẩn lại mình bị lộ chứ, lại bị bắn rồi. Thì thời gian đầu thì chúng tôi còn đi chấp hành nghiêm là đi hết chỗ này đi hết chỗ kia để lùng sục phí, chẳng có thấy phí không, mà vào trong trường này chứ trông gặp phí chứ, anh cứ mong bắn được phí chứ. Vì lúc đấy đơn vị chúng tôi thì có mấy anh hay nói thế này, tức là anh nào mà bắn được phí, giết được một thằng phí, thu được một súng, sư đoàn cho máy bay trực thăng trở về nước nghỉ phép một tháng luôn. Chứ đi tiểu phí là anh em mau lắm, chứ trông gặp thằng phí tiêu diệt lấy thẳng về nước thăm bố thăm mẹ thăm anh em thích lắm, nhìn chứ trông mong rồi. Thì tôi anh em tôi đi thì lúc đấy ở trong rừng cũng đã hàng tháng trời rồi, ngửi bẩn lắm, mặc dù mang nước như vậy nhưng mà có anh em có nào tắm đâu. Bắt đầu cái chuyện hắc lào với gã lỡ cũng nhiều rồi, còn quần áo thì thưa quý vị là bắt đầu nó rách thì mặc đường trước ra đường sau, rách đít thì lại quay ra đường trước đấy. Áo cũng thế, cái áo mà cái chỗ đeo ba lô nó rách hết, nó quay ra đường trước ra đằng sau, rồi mặc hai ba áo lại để cho nó kín thôi đấy. Bộ đội ta rách dưới trong rừng như thế, nhìn ớn lắm, mà cái màu áo nó không còn màu áo bộ đội nữa, nó màu áo đen rồi, bẩn thì đồ đỏ thì đất bám thế. Chúng tôi đi rồi thấy có cái suối đang cháy chảy to lắm, tịch lắm, mà hô hay là ta liều chúng ta tắm phát đứng trước, nhưng mà chờ xuống một cách nào. Thế thì khi chúng tôi đi xuống thì bằng cái cách chúng tôi tắm như thế này, cũng phải tìm một cái đoạn suối, thế thì mai có một cái cây nó mọc bên bờ suối, nó bị xóa ra thì bảo với hai là phía bên mình á, bên kia bờ suối á, là cái rừng thưa, nên mình có thể đứng ở bờ suối này mình nhìn quan sát bên kia rất là thoải mái. Nếu có người bên kia là mình sẽ thấy, còn mình tắm ở dưới cái lùm cây bên bờ suối. Thưa quý vị là bắt đầu mấy anh em bắt đầu ở xuống, bắt đầu đi ba người canh gác, ba anh xuống tắm lấy nước. Đấy, tắm ở gì đấy, ba anh trên gác đang tắm thì thấy một anh lên đi gọi xuống bảo là bỏ xuống, bảo em nghe tiếng chó sủa. Ồ chà chà, không biết là có sủa thật hay không, nhưng mà hay là linh tính thì không kinh, cái rừng trong rừng nó hoang vắng sợ lắm, mà xuống cái tắm dưới cái suối đấy chứ kè 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 thôi. Lúc đầu là
Chúng tôi lên, lên ấy bảo thôi, ba anh tắm rồi còn ba anh kia không dám xuống tắm nữa, anh em rút thôi. Thì thưa quý vị là cái vẻ mới là cả một vấn đề. Khi bị chúng tôi bị mất cái vật chuẩn, tức là khi về đơn vị, muốn trở về đơn vị thì phải nhìn thấy cái vật chuẩn ở trên, trên cái đồi mình đang chốt thì trở về đơn vị. Cha mới đi sang mất cái vật chuẩn, thì mới chết chứ. Bây giờ bắt đầu mới lục hết toàn bộ lại trí nhớ là hôm nay ta đi hướng nào, hướng mặt trời là hướng nào. Đấy, đoán thôi, đoán thôi. Tức là sáng nay ta đi lúc đó là mặt trời hướng này, mà bây giờ là buổi chiều rồi. Vì chúng tôi đi tiểu phí là đi, thường là đi đến này, đi từ sáng đến tối mới về, đến tối về. Nhưng cái nguy hiểm nhất là nói với quý vị là ở trong rừng á, là khi mặt trời mà nó đang cách cái núi khoảng, cách cái ngọn núi á, đỉnh núi á, khoảng một cây sào là phải, mình phải về. Còn mà để cho nó giáp với cái ngọn núi rồi, cái đỉnh núi rồi mà mặt trời nó ló ở đấy rồi mình mới về á, là không về được, là lạc luôn trong rừng đấy. Mà đã lạc trong rừng là đừng có dại mà đi về ngay, nằm đó mai mà về. Đó, chứ mà lạc rồi mà đi hôm đấy là chứ tuôn trong rừng đi là chết ngay, là mình mất phương hướng. Đi rừng mà mất phương hướng là lạc, không còn đường lối ra, mà giữa cái rừng lào thì chưa chả biết đi về đâu, sống chết như thế nào. Thì thưa quý vị là đúng là nhìn thấy mặt trời đang nằm ở lưng lửng nơi cách khoảng cây sào thôi, thì mà nhanh tối lắm thưa quý vị. Khi mặt trời nó xuống núi phát là tối rất là nhanh, mất mất cái vật chuẩn. À, mất 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 cái vật chuẩn. Thưa chúng tôi đi bắt đầu với lục mà chứ nhớ. Chúng nói thế nên tối, nhưng mà anh mới đang là nhá nhem nên nhìn xa vẫn có thể nhìn được. Thứ hai là chúng tôi rút kinh nghiệm các là không đi tiểu phí xa cái chỗ khu vực mình nữa. Đấy, cho nên chúng tôi đoán nó cũng khoảng cách vài cây số thôi. Nhưng vì nó rừng sâu đến mất cái vật chuẩn, trở về đơn vị nó khó. Đó là chúng tôi phải cử một người trèo lên cái cây á, nhìn xem có thấy cái vật chuẩn của đơn vị mình hay không. Đấy, tức là vậy, chúng tôi phải trèo lên một cái cây, nhìn. Trèo lên cây đầu tiên không phát hiện ra gì. Thì thấy có một cái anh cùng đơn vị, anh bảo: "Anh ơi, em nhớ là hình như là buổi chiều là ta đi qua núi này, em nhớ là cái chỗ đây này. Đấy. Em nhớ cái cây này này, nó giống giống lắm. Mà chắc chắn là cái chỗ này thì hướng đi là hướng này." Rồi cũng niềm tin là đi theo anh thôi. Nó đi một đoạn thì chúng tôi bắt đầu lại trèo lên cây, nhìn thì phát hiện ra thấy được cái vật chuẩn của đơn vị mình. Ôi trời ơi. Thưa quý vị là đi vội đi vàng, vì sợ là nó tối tối đen xuống cái là xong luôn, không còn thấy chi nữa, là mai về ngay. Thì sau một hồi khoảng gần một tiếng đồng hồ đấy, thì chúng tôi cũng trở về đơn vị. Thì mới phát hiện ra một cái vấn đề, vì có một câu chuyện. Đó là câu chuyện là một tiểu đội khác của tiểu đoàn 9. Nghĩa là ở khu Quang Hầu đi vô đấy là chúng tôi vào đi phối thuộc với tiểu đoàn 9 mà. Thì tiểu đoàn 9 hình như có cái C9, có một tiểu đội của C9 hay là C8 gì đấy, cũng đi tiểu phí như chúng tôi. Anh lại về trước. Anh về trước chứ. Về trước chúng tôi. Và cả 6 người. Biết 6 người hay 5 người? 6 người. 6 người. Cái gốc cây mà tôi nói lúc nãy tôi kể, cái cây mà tôi to đó, 6 bộ đội ta bị quả mìn cờ lông mò của thằng phỉ nó cài ở đó. Tức là quả mìn cờ lông mò nó không cài ngay dưới gốc cây đâu, mà nó lại cài ở phía bên đối diện của cái cây, phía bên kia bìa đường á, bên kia của cái đường mòn á, và đối diện gốc cây, hướng về cái chỗ vị trí mà bộ đội ta hay ngồi nghỉ lao á, và hút thuốc bọ đó, hút thuốc rìu đó. Nó để quả mìn cờ lông mò đó, và nó dòng dây điện vào, nó nặng, nó chờ bộ đội ta. Thì sáng nay chúng tôi cũng đi qua đó, nhưng mà chúng tôi đi thưa. Tôi đi thưa cũng không bị đâu bác. Buổi chiều cái đơn vị kia không biết là đi lúc nào, nhưng buổi chiều họ về. Đấy. Có đi qua đó và đến đó dừng chân lại. Nghỉ lao á.
Nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi, nói là nghỉ lao, nhưng mà ngồi đấy là túc 5, túc 3 lại, vừa nghỉ lao, vừa hút thuốc riêng. Cái nguy hiểm nhất là điều đấy. Và nó ấn quả mình cỏ lò mò, cả đấy, cả cái tiểu đội đấy, đi tiểu phí đấy. Hy sinh tại chỗ luôn. Phỉ nó ra lấy toàn bộ súng đạn, lấy hết, không còn gì cả. Ba lô súng đạn lấy hết. Nó nguy hiểm như thế. D9 mới cử một số đồng chí ra đi lấy xác. Ôi dám xuống lấy xác đâu. Phải cho người xuống bắt đầu bò vào, bắt đầu buộc cái dây vô người á. Kéo. Sao phải kéo? Sợ nó cài mìn với lựu đạn ở phía dưới của xác chết. Nó phải kéo ra mới lấy được xác thôi mà. Thưa quý vị như vậy. Đó. Thế thì qua cái việc đi tiểu phí thì quý vị thấy có vẻ nguy hiểm không? Thật ra là phí nó nằm nó chờ ta đi qua để nó tiêu diệt. Đấy. Mà như chúng tôi đánh giá là sau này là từ cái lần đấy thì chúng tôi có cách đi tiểu phí khác. Cứ đi tiểu phí chúng tôi không đi nữa. Chúng tôi chỉ đi ra khỏi đơn vị tầm khoảng 500 mét đến nửa cây số thôi. Đấy. Khoảng nửa cây số thôi thì chúng tôi dừng lại. Tìm cái chỗ đâu mà cái địa hình đó, nó đẹp. Tức là làm sao mà mình dễ đánh địch nhất, dễ quan sát phỉ nhất. Mình nằm ở đó. Nếu đi 6 người thì chia ra 2 tốp, 1 tốp 3 người. Kiếm vị trí đánh địch cho tốt. Làm sao mà vừa đánh được, mà nếu cần rút thì mình cũng rút được cho nhanh. Chứ còn không đi nữa. Thưa quý vị là phỉ hiến đi mai phục mình chứ làm quái gì. Biết cái chỗ đâu mà đi phục. À, mà đi tiểu phí, đi lùng sục phí. Phí nó bò đến sát đơn vị mình á, và nó nằm chờ đó bộ đội ta đi qua để tiêu diệt. Nhưng trong lúc đấy là đại đội rồi tiểu đoàn đấy chứ, giao cho các đơn vị là cử bộ đội ta đi lùng sục phí. Nhưng chúng tôi đi tiểu phí ở cái khu quang khẩu rất nhiều lần, mà tôi đã dẫn anh em đi rất nhiều lần, nhưng mà chả đụng thằng phí nào. Có cái đen nhất là cái đơn vị D9. Đi lấy nước thì cũng bị M72 cũng hy sinh bị thương mất mấy đồng chí. Bây giờ lại thêm, hôm trước còn đi vô bản bắt gà lại cũng bị nó bắn. Thế rồi hôm nay là đi tiểu phí thì tung 5, tung 3 đấy, 4-5 đồng chí ngồi gốc cây đấy thì bị quả mìn cờ lô mò cũng hy sinh cả. Mà cũng nói thật với quý vị là đơn vị chúng tôi nằm trong rừng cái đợt đó đi mấy tháng trời, cả đại đội tôi an toàn. Không ai bị thương, không ai bị gì hết. An toàn. Tôi đi dẫn anh em đi tiểu phí rất rất nhiều lần. Nhưng sau chúng tôi phát hiện rằng là đây này, đại đội dạo đi nhưng tôi cũng không đi. Không đi bằng cách là, tức là đi ra khỏi chốt của mình khoảng 500 mét. Kiếm cái chỗ đấy, ngồi phục phí. Tức là mình cũng ngồi, mình chờ phục hắn. Trồng hắn lên để bắn. Nhưng cũng chả thấy thằng nào lên. Cái chỗ đơn vị tôi cả. Đấy. Thì thưa quý vị là kể để quý vị thấy là cái tính chất đánh nhau với bọn phỉ là như thế. Không biết là phỉ nằm ở đâu, địch ở đâu để mà đi đánh nhau với nó. Khó khăn như vậy. Đánh lớn thì người chịu thôi. Thà rằng là hai bên giáp mặt nhau, địch ta rõ ràng, đánh nhau một trận cho nó xong đi. Nhưng đây thì cha nó biết nó nằm ở chỗ đâu. Nhưng thưa quý vị là sau này trung đoàn cũng phát hiện được, tiểu đoàn cũng biết được rằng là đi tiểu phí kiểu như ta không hiệu quả. Tất nhiên là có tùy theo từng trận. Anh vừa đánh xong là anh dùng lực lượng của ta nhỏ đi truy kích địch thì có thể được. Nhưng mà khi xong rồi, địch nó tụ tập lại rồi, nó chia ra các tốp nhỏ, thậm chí nó hoạt động đơn lẻ có một người thôi, đơn lẻ thôi, nó quay lại nó phục ta, nó rình mò bộ đội ta để nó bắt. Thì phải chăng ta nên tổ chức lực lượng cũng rình lại hắn, chờ lên mà thịt chứ. Ồ. Như sau này là trung đoàn cũng biết, sau này rồi tiểu đoàn cũng biết, rồi trung đoàn cũng biết, thì không cho anh em đi tiểu phí nữa. Vì thấy mà nếu mà tiếp tục đi tiểu phí đấy thì còn chết tiếp nữa thì chưa biết được. Đấy. Hắn có mấy thằng thôi, hắn cũng tan tác rồi, nhưng vẫn chỉ còn có mấy thằng họp lại thôi, không nhiều đâu. Thì cái hôm sau đó là trung đoàn bằng cách là rút quân ra, đơn vị tôi thì ở lại
quân trung đoàn thì rút ra, pháo lớn đem ra hết. Nhưng mà thỉnh thoảng lại bắn quả kiểu như là để báo cho Phí rằng là bộ đội ta đã ra. Đấy, thỉnh thoảng là bắn quả, rồi bắn vài loạt đạn 12 ly 7 đấy để thị uy cho nó oách. Thứ hai nữa ông báo cho Phí rằng là chúng tôi đã ra. Nhưng đơn vị D9 cử một tiểu đội nằm lại cái chỗ dốc đấy. Đại đội hay là tiểu đội? Tiểu đội chứ. Để có lại một tiểu đội thôi. Nằm ở chỗ cái con dốc, chỗ cái dãy lúa, gần dãy lúa. Rồi hôm sau tôi sẽ kể quý vị nghe cái chuyện là chúng tôi cái chỗ cái dãy lúa của Phí như thế nào và những ngày tháng chúng tôi ở trên cái dãy lúa như thế nào. Tôi sẽ kể quý vị nghe. Thế thì trung đoàn giao cho D9 để lại một tiểu đội mai phục Phí đó và trung đoàn rút ra. Lấy cối V-12 thì bắn báo hiệu như thế. Y như rằng Phí nó mò lên. Ba thằng. Hôm đấy mà hắn đi gần với nhau, mà hắn đi dàn hàng ngang là cả ba thằng chết luôn bộ đội ta luôn. Hắn lại đi hàng dọc lên chứ. Tức là cái dãy lúa để người ta đốt đi, khi người ta phát dãy thì cây nó đốt cháy trẹn đi rồi. Cái bộ đội ta bắt đầu nằm ở đó, nằm trong cái đống cây dãy người ta phát dãy người ta dồn lại đấy. Nằm đấy. Đoán Phí nó sẽ đi hướng nó đi lên. Tức là ta nằm ở đó cho ông Phí lên, nhưng mà cha nó đi lên ba thằng để đi hàng dọc đấy. Cái vụ đấy mà hắn đi dàn hàng ngang là chết luôn cả với tiểu đội, là hạ chết luôn cả ba thằng Phí. Hắn đi hàng dọc thế rồi là mà lại đi thưa, chúng ta diệt được chết một thằng, bắt được thằng đấy, còn hai thằng chạy mất đấy. Thưa quý vị đấy, thế thì đâu phải đi lùng sục Phí mà có hiệu quả, chứ chia nhỏ ra mà ngồi mà mai phục ở đơn vị mình thôi, thế nào cũng mò lên. Hôm sau thì có dịp tôi sẽ kể quý vị là đơn vị tôi bắn chết một cái thằng Phí như thế nào, rất là ly kỳ. Phí nó đi nó loay lắm, nó tinh lắm, địa bàn của nó tinh lắm, nó không thể xem thường được. Mà đi đánh Phí là không xem thường là cái hậu quả của ta, nó là tính mạng của bộ đội ngay, cho nên cũng không xem thường. Vì câu chuyện của tôi thì hôm nay tôi xin được tạm dừng ở đây. Thì hôm sau tôi xin phép là tiếp tục được kể để quý vị nghe những ngày tháng chúng tôi ở trong cái khu quang khẩu này như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.